Bò Wagyu mua ở Costco. Cái thịt bò này là mình muốn làm nha mấy bạn, mình phải lấy ra để trong ngăn lạnh một ngày. This is Wagyu from Costco. So if we want to cook this beef, we have to take it out and put it into the fridge. The cool one for one day. After one day we take it out. Sau một ngày mình lấy nó ra, để ở ngoài khoảng một tiếng đồng hồ rồi mình mới bắt đầu nấu. So after one day in the cool raw for one day, we take it out, put it outside for the room temperature for 1 hour, and then we can cook.
so soft and it's melting in your mouth like it's just like butter. Này rất là mềm, như vậy nó tan ở trong miệng các bạn. Đáng 5 tiền.